cứ điểm mình vừa bắt cơ đầu về nhé. Mén thôi, nhìn mén.
xong ly bia. Bám rồi, anh ta bám rồi.
chiếc canh ra bám vào thành cốc của mình. Anh ta đã bơi nhá. Sau mấy phút say sưa thì anh ta đã tỉnh dậy. Vâng. Và động vật này rất khó để tiêu diệt nó. Vâng. Đây là thí nghiệm với bia của mình nhá. Các bạn có ý kiến gì comment bên dưới nhá. Có ý tưởng gì thì comment bên dưới để mình tiếp tục video lần sau nhá. Các bạn muốn thử cho đĩa vào cái gì thì có thể là comment và cho mình một ý tưởng đi.